Xin chào các bạn, mình là Tâm. Hôm nay mình đang có mặt ở một địa điểm vô cùng đặc biệt để cùng với các bạn trải nghiệm thử xem là dịch vụ giao máy và hướng dẫn sử dụng tận nhà của United Vision có gì đặc biệt nhé. Và bây giờ mình đang có mặt tại kho của United Vision. Bên cạnh mình đây đó chính là hai chiếc máy siêu to khổng lồ, cũng chính là hai siêu phẩm mà bên mình sẽ tiến hành giao cho khách hàng trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn có tò mò xem hai chiếc máy này là hai chiếc máy gì không? Hãy theo dõi tiếp theo video này để cùng khám phá nhé. Đầu tiên, máy sẽ được các nhân viên kỹ thuật kiểm tra kỹ càng, sau đó được đóng gói lại một cách chắc chắn và chuẩn bị đưa lên xe. Giờ hai chiếc máy ngày hôm nay có kích thước khá lớn nên bên mình sẽ phải sử dụng xe cẩu để vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn. Và bây giờ hai chiếc máy đã sẵn sàng để di chuyển đến căn bếp của một vị khách hàng vô cùng đặc biệt. Các bạn hãy theo chân mình để xem là vị khách hàng đặc biệt này là ai nhé. Xe đã tới trước cửa nhà của khách hàng rồi và bây giờ hai chiếc máy sẽ được đội ngũ nhân viên giao hàng di chuyển vào trong khu vực để máy của khách. Tất cả quá trình tháo dỡ và di chuyển máy đều được thực hiện vô cùng cẩn thận và được giám sát bởi kỹ thuật của United Vision để đảm bảo các sản phẩm giao đến tay khách hàng luôn trong tình trạng tốt nhất. Lúc này máy đang được đội ngũ kỹ thuật lắp đặt và kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa trước khi chạy thử. Công đoạn tiếp theo sau khi máy đã được kết nối và lắp đặt, đó chính là hướng dẫn làm sao để khách hàng có thể hiểu và sử dụng hết các tính năng của máy. Rất nhiều khách hàng đầu tư một số tiền lớn cho các loại máy móc hiện đại nhưng lại không hiểu hoặc không sử dụng hết các tính năng ưu việt mà chiếc máy có thể mang lại. Lúc này, công việc của United Vision là giải đáp mọi thắc mắc thực tế của khách hàng khi sử dụng máy. Ta-da! Đây chính là hai chiếc máy sau khi đã được lắp đặt vào vị trí. Các bạn đã đoán được hai siêu phẩm ngày hôm nay đó chính là sản phẩm gì chưa? Đó chính là chiếc lò nướng sàn Sava, một trong những thương hiệu lò nướng hàng đầu đến từ Tây Ban Nha, và chiếc tủ ủ Coolite đến từ Ý. Và vị khách hàng đặc biệt ngày hôm nay đó chính là Paris Gato Hồ Chí Minh. Và sau đây mình sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ với vị khách hàng đặc biệt này nhé. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là thầy Daniel, founder của Paris Gato Hồ Chí Minh. Được biết đến Paris Gato là một trong những bếp bánh đầu tư với những thiết bị rất là cao cấp và giá trị của những thiết bị này thì không hề nhỏ. Không biết là lý do vì sao anh có thể đầu tư một số tiền lớn như vậy cho những thiết bị này ạ? Lý do mình chọn cái máy móc như là máy thương hiệu Unicoline và cờ Salva thì mình thích dùng cái máy đã đặt tiêu chuẩn AO thì nó sẽ có nhiều kỹ thuật trong cái máy mà mấy máy chú là không có thì nó cũng có đồ bằng đồ bền nó. Thí dụ cái lò Salva hoặc cái tủ lạnh nó mình sẽ đặt cái nhiệt độ chuẩn hơn. Anh có thể nói cảm nhận của mình về các cái dịch vụ của United Vision được không ạ? United Vision thì cũng là công ty mình đã làm việc trong thời gian đã qua khoảng 2 năm đó. Thì hồi xưa mình cũng làm khá là nhiều trong công ty khác. Mà quan trọng là trong cái lúc mà mua máy móc là cái phần đó, phần tư vấn máy móc. Và thứ hai là lúc mà mua máy là cái phần bảo hành, và chỉ là nghĩa là cái dịch vụ sau khi mua máy móc thì ở bên UV lúc nào là dịch vụ khá là tốt. Thì cái này là một khá là quan trọng khi mình đầu tư trong cái máy móc, khi số tiền khá là lớn thì mình phải chú ý cái phần dịch vụ sau bán hàng đúng không anh? Khá là quan trọng. Rồi, cảm ơn chia sẻ rất là nhiệt tình của anh Daniel. Đó chính là cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của United Vision.
Nhờ đó mà United Vision đã trở thành một địa điểm tin cậy dành cho khách hàng khi có nhu cầu quan tâm về các sản phẩm, thiết bị có liên quan đến ngành bánh và ngành khách sạn. Hy vọng qua video ngày hôm nay mình đã giúp các bạn hiểu rõ hơn và yên tâm hơn về các dịch vụ mà United Vision đang cung cấp. Các bạn hãy nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của United Vision để cập nhật thêm những video mới nhất nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.